Trong tiết học hôm nay chúng ta thực hiện phép cộng hai hỗn số. Thì cộng các phân số các bạn biết rồi. Bây giờ cộng hỗn số như thế nào? Ta cộng hỗn số 2 1/3 cộng với 3 1/5. Thì ở đây ta lấy hai cái phân nguyên cộng lại với nhau. Là 2 cộng với 3 rồi cộng phân với nhau tức là 1/3 cộng 1/5. Ok. 2 cộng 3 là gì nào? Là bằng 5. Ok. Còn 1/3 cộng 1/5 thì các bạn nhân chéo này. Đây là 3. Đây là 5 cộng lại là 7, 8 phân. 3 nhân 5 10, 15. Cho nên nó sẽ được hỗn số 5. 8 phân 15. Đấy. Vậy phép cộng hai hỗn số cho ta kết quả là một hỗn số. Có thể các bạn biểu thị kết quả theo phân số. Tương tự như vậy, chúng ta cộng hỗn số 3 5/4 cộng với 4 1/7 thì ta lấy hai cái phân nguyên cộng lại với nhau. 3 cộng 4 rồi cộng 2 phân phân 5/4 cộng với 1/7. 5/4 có thể viết lại là bằng 1. 5 chia 1 chia 4 chia 1 cho đó là sẽ bằng là 3 cộng 4 là 7 này, cộng với 1 này, cộng 1/4 cộng 1/7 bằng 8 cộng 1 là 7 cộng này, 4 nhân chéo 7, 4 cộng 7 là 11, 4 nhân 7 28. Vậy được một cái hỗn số là 8, 11/28. Các bạn nhé. Đấy. Chúng ta tiếp tục với ví dụ số 3. 6 1/7 cộng với 5 2/9. Đầu tiên lấy hai phân nguyên cộng lại với nhau. Là 6 cộng 5 cộng với 1/7 cộng với 2/9. 6 cộng 5 bằng 11 cộng với nhân chéo 27 14. 9 1 là 9, 14 cộng 9 là 23. 9 7 6 3. Vậy cái này sẽ được hỗn số là 11/23/63. Các bạn nhá. Tiếp tục ta cộng hỗn số 6 1/9 và 7 3/11 thì ta lấy 6 cộng 7 cộng với 1/9 cộng với 3/11. 6 cộng 7 là 13. Nhân chéo 9 3 27. 11 nhân 1 là 11. Cộng lại 11 cộng 27 là 38. 9 nhân 11 là 99. Vậy đây được cái hỗn số là 13 38 99. Các bạn nhé. Đang còn nhiều ví dụ nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.